Đừng lãng phí cuộc đời đại học là chủ đề một chương trình talk show do hệ thống Anh ngữ quốc tế ASMED tổ chức vào sáng nay. Đây là cơ hội để sinh viên các trường cao đẳng và đại học định hướng những kỹ năng kiến thức cần thiết thông qua sự chia sẻ của những nhân vật thành đạt. Dưới sự trình bày của diễn giả thạc sĩ Vũ Thành Huy, trưởng phòng công tác sinh viên trường Đại học Kinh tế Huế, các sinh viên đã lắng nghe những trải nghiệm cơ bản, những điều sinh viên cần có và cần thực hiện khi ngồi trên giảng đường, mô hình quản trị quãng đời đại học, nhận diện nguồn lực, bảng phân tích SWOT. Song song với đó, các sinh viên còn có dịp được trao đổi và thảo luận với ông Nguyễn Mậu Chi, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế và thạc sĩ Trần Đức Minh, Chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Thừa Thiên Huế, xoay quanh mối liên kết giữa doanh nghiệp và sinh viên. Chương trình lần này là một cơ hội lớn để sinh viên định hướng được những kỹ năng kiến thức cần trang bị trong khoảng thời gian đại học cũng như tăng cường kiến thức thực tế về nghề nghiệp cho sinh viên, trao đổi kinh nghiệm làm việc và khởi nghiệp từ các doanh nghiệp có uy tín.